chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang đi tư vấn vườn bưởi xanh ở Lộc Ninh. Và hôm nay mình có làm một cái video về một cái chủ đề riêng. Đó là về một cái loại sâu hại mà chúng ta rất là thường gặp khi canh tác cây bưởi da xanh. Từ cái cây kiến thiết cho tới cây kinh doanh thì đều thường xuyên gặp cái loại sâu hại này. Và cái sâu hại này nó có đặc điểm về sinh trưởng như thế nào, nó sinh sản vào thời gian nào, đặc điểm nhận biết của nó và cách phòng ngừa nó như thế nào, nó gây hại vào thời gian nào là chủ yếu. Đó là những cái mà video này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi mình nhé. Đây là đầu tiên về cái nhận biết cái sâu hại, sâu vẽ bùa. Như các bạn xem đây, đây mình đây, nên những cái lá bưởi da xanh, những cái lá non. Đây các bạn nhìn có những cái vết như thế này, những hình dạng như một cái lá bùa. Đây, những cái hình dạng như một cái lá bùa như thế này. Không biết mình quay như thế này các bạn nhìn có rõ không? Đây, những cái vải bùa như thế này. Đó là cái biểu hiện của cái sâu hại, sâu vẽ bùa. Và về cái hình dáng, nếu như mà chúng ta tin mắt, chúng ta quan sát kỹ thì cái con sâu vẽ bùa này nó có, khi trưởng thành, nó có cái chiều dài khoảng là 2 mm, rất là nhỏ các bạn. Cái trứng của nó thì nó màu vàng, hình dẹt. Và khi cái trứng này nó nở thành sâu non đó thì hình dáng của nó như một con giòi, nó rất là nhỏ. Nhưng mà về người ta soi bằng kính lúp, nếu các bạn soi bằng kính lúp hoặc những cái công cụ để chúng ta phóng to lên á, thì là nó là hình dạng của nó như một cái con giòi vậy. Và cái đặc điểm sinh trưởng của nó thì cái con này nó hoạt động vào ban đêm là chủ yếu. Và khi mà con sâu vẽ bùa này nó đến độ tuổi trưởng thành thì nó sẽ giao phối và nó đẻ trứng vào ban đêm. Các bạn nhớ là vào thời điểm là vào ban đêm nha. Và nó sẽ đẻ trứng ở đâu? Nó sẽ đẻ trứng ở dưới cái mặt lá non, dưới mặt lá non và gần cái gân chính của lá này. Những cái gân chính của lá thì nó sẽ đẻ trứng vào đó. Và sau khi nó đẻ trứng vào thì cái trứng này nó nở thành cái con sâu non, thì con sâu non này nó sẽ đục vào cái lớp biểu bì lá để nó ăn cái lớp ở trong biểu bì lá đó. Các bạn nhìn tưởng chừng như là con sâu vẽ bùa này nó đang vẽ lên trên cái lá của mình, nhưng thật sự là nó đã ăn sâu vào trong cái lớp biểu bì và nó ăn nó tạo ra những cái vết như thế này. Và cái quá trình nó cắn phá như vậy á, thì nó sẽ tạo ra một cái hình dáng như một cái lá bùa, như chúng ta nhìn đây rất là rõ ràng, như một cái lá bùa đây. Và nó ảnh hưởng như thế nào tới cái cây của mình? Thứ nhất, khi nó ăn như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái khả năng quang hợp của cây. Mà cây chúng ta không quang hợp được thì cái cây nó không thể nào nó khỏe được các bạn. Cái quang hợp là một cái nhu cầu bắt buộc đối với cây. Và khi cái quá trình quang hợp nó không tốt thì cây chúng ta sẽ không phát triển tốt được. Về ảnh hưởng đầu tiên, đó là về cái quang hợp. Và thứ hai, khi mà con sâu non nó ăn những cái vết như thế này, vô hình chung nó tạo ra một cái vết thương cơ học ở trên lá. Và khi có cái vết thương này thì nó sẽ tạo điều kiện cho những cái nấm và khuẩn. Nó gây ra cái tình trạng bệnh cho cái cây của mình, như là lỡ ghẻ loét trên cái cây có múi, đặc biệt cây bưởi da xanh như thế này. Đó là vết thương. Khi đã có những vết thương này rồi thì sâu bệnh hại, nó sẽ những cái bệnh về nấm khuẩn nó sẽ dễ dàng thâm nhập vào lá và nó gây ra những cái biến tướng, những cái bệnh nó nặng hơn. Đó là về cái tác hại của cái sâu vẽ bùa này. Và chúng ta nắm được cái tác hại cũng như là cái tập quán sinh trưởng, sinh sản của sâu vẽ bùa thì chúng ta phải làm gì để mà phòng ngừa triệt để nó? Về thứ nhất, khi mà cái cách phun thuốc của chúng ta phun thuốc thì chúng ta phun thuốc phải ướt đều hai mặt lá, bởi vì con này nó sống chủ yếu là ở dưới mặt lá và nó đẻ trứng cũng ở dưới mặt lá luôn các bạn. Nó ăn từ dưới mặt lá, nó ăn lên. Thì chúng ta chỉ phun ở lớp bề ngoài này thôi á, thì chắc chắn thì nó sẽ rất là khó mà hết bệnh. Chúng ta phun ướt đều hai mặt lá, đó là cái đầu tiên. Đó là cách khi mà chúng ta phun. Và nếu như mà chúng ta có khả năng, mình nói là nếu như các nhà vườn, các chủ farm có khả năng phun vào ban đêm thì chúng ta phun vào đoạn chập tối á. Thông thường ở nhà mình phun thuốc thì mình cũng thường phun vào buổi tối lắm. Tầm 3 giờ rưỡi chiều mình chuẩn bị thì 4 giờ mình phun bật đèn pin, mình phun cho tới 9-10 giờ, nhưng nó ở vườn nhà thôi. Còn các farm và các vườn khác thì cũng khó, nhưng mà đây là mình nói nếu như bà con có điều kiện thì bà con phun vào ban đêm là ngừa tốt nhất cho cái sâu vẽ bùa này, bởi vì cái đặc tính sinh trưởng cũng như là sinh sản của nó. Và chúng ta phòng ngừa thì chúng ta phòng ngừa như thế nào? Thì có nghĩa là những cái cây đọt non chúng ta phải phòng ngừa tối thiểu là 2 lần các bạn. Khi mà nó lú những cái hạt gạo hoặc là nó nhú ra tối thiểu là 1 phân cái đọt non, cái cây đọt mới của mình đó, là chúng ta phun lần đầu tiên rồi. Chúng ta phải phun, lúc đó bắt buộc chúng ta phải phun. Từ lúc lú hạt gạo cho đến cái cây đọt nó khoảng 1 cm. Bà con nhớ cho mình cái thông số đó. Thì mình phải phun. Mình phải phun cho đó là mình phun lần thứ nhất. Và chậm nhất là 7 ngày sau mình phải phun thêm 1 lần nữa. Là đó là tối thiểu, mình phun 2 lần thì nó sẽ khống chế được cái sâu vẽ bùa này. Và phòng trừ thì ở trong vườn chúng ta, nếu mà theo cái quy trình sinh học thì chúng ta phải bảo vệ cái thiên địch của nó bằng những con bọ rùa, bọ ngựa và những cái con kiến vàng, thì chúng ta đó là về thiên địch. Còn về cái thuốc trừ sâu, nếu chúng ta theo sinh học, thật ra theo sinh học chúng ta phải phòng ngừa rất là kỹ và phòng ngừa từ rất là sớm thì mới phòng ngừa được cái bệnh này. Chúng ta có thể dùng những cái công thức ví dụ abametin, amemetin hoặc là rượu tỏi, thảo mộc, những loại đó ta phun định kỳ, phun ngừa trước khi mà nó xuất hiện bệnh. Còn khi mà nó ra bệnh như thế này rồi các bạn dùng những cái biện pháp đó thì không trị được nha. Mình đang nói về ngừa, về phòng ngừa. Còn khi chúng ta đã lỡ bị rồi, chúng ta trị. Nếu muốn trị con sâu vẽ bùa này thì chúng ta khi nó phát triển ít chúng ta trị thì chúng ta phải dùng cái thuốc có cái tính chất là nó lưu dẫn, bởi vì nó nằm ở dưới cái lớp biểu bì thì chúng ta không thể nào mà chúng ta phun nó dính trực tiếp được. Thuốc tiếp xúc thì nó sẽ không chết được đâu. Và phải là thuốc lưu dẫn, bởi vì nó sẽ lưu dẫn qua một cái lớp mỏng để đi vào cái con sâu, để khiến cho con sâu nó chết. Và nó có tính lưu dẫn ở trong lá thì nếu mà có con tiếp theo nó ăn vào cái lá thì nó sẽ chết luôn. Chúng ta buộc khi mà trị bệnh, đã nói về trị thì chúng ta buộc phải dùng hóa học thôi các bạn. Nhưng lúc này chúng ta khó, cho nên chúng ta nếu ngừa thì có thể là mình ngừa bằng cái sinh học, nhưng mà đến lúc mà mình đã trị rồi thì mình phải trị bằng hóa học. Có thể mình trị bằng những cái gốc thuốc như mà Sibetin hoặc những cái gốc hóa học khác. Nói chung là chúng ta chọn lựa những cái gốc lưu dẫn nhưng mà có cái tính là nó nhẹ thôi, nó không nóng cho cây lắm và nó cũng không quá độc hại, ta chọn lựa. Thì mình ở lát ở dưới cái video thì mình sẽ, trong video này thì mình sẽ có thêm vào một số cái hình ảnh những loại thuốc mà bình thường cho các chủ vườn sử dụng để trị sâu vẽ bùa, trị nha. Còn ngừa thì dễ rồi, ngừa thì mình nói những cái dòng abametin này, abametin hoặc là cái thảo mộc thì các bạn đã biết rồi, bà con mình cũng biết rồi. Thì còn trị thì mình sẽ cho thêm một cái hình ảnh, một số hình ảnh vào nếu mà bà con cần tư vấn thêm về cái phòng trị của cái sâu vẽ bùa này thì liên hệ thêm với mình qua cái số điện thoại mà mình để trên cái video. Mình sẽ quay lại tiếp cho các bạn xem về cái những cái lá bị sâu vẽ bùa này. Đây là những cái lá bị sâu vẽ bùa mà khi nó vẽ xong này, nó già rồi các bạn, nó chết rồi đó. Đây, mình ngắt cái lá này cho các bạn xem. Ui giời, cái gà nó đâm mình. Đây là cái lá sâu vẽ bùa mà nó đã khi nó chết rồi đây, nó tạo thành cái vết khô thế này. Bạn nhìn cái lá rất là xấu này và mất đi khả năng quang hợp cũng như là khả năng nó gây bệnh hại vào. Đó là về cái chủ đề hôm nay mình làm về sâu vẽ bùa. Thì tiếp theo sau này mình sẽ có một loạt 2 cái series riêng. Một thứ nhất là về cái sâu hại trên cái cây bưởi da xanh và thứ hai là cái bệnh hại trên cây bưởi da xanh. Thì mình sẽ làm 2 cái chủ đề riêng và từng cái video mình nói về những từng loại bệnh, từng loại sâu một, cái đặc điểm nhận dạng, cái nguyên nhân dẫn tới cái bệnh cái sâu đó, cũng như là cái cách phòng ngừa và điều trị những cái căn bệnh và những cái loại sâu hại trên cái cây bưởi da xanh. Thì các bạn theo dõi thì ủng hộ mình thì hãy nhấn like video và theo dõi cái kênh của mình để có những cái kiến thức bổ ích hơn trên cái khi mà chúng ta canh tác cây bưởi da xanh. Xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.